Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngộ đến quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng vào ngày hôm nay. Kính thông đến có vị lời khoe của hãng dược phẩm Pfizer. Họ khoe rằng là nếu mà có vị chích liều booster của Pfizer thì chúng ta sẽ được bảo vệ lên tới 95.6% để ngừa COVID-19 so với những người không chích liều booster. Và thông tin này được đưa ra giữa lúc mọi người đang chờ đợi kết quả cuộc bỏ phiếu từ một ủy ban độc lập của cdc về việc là liệu họ có đồng ý chích liệu booster của moderna hay là johnson johnson như là phần chấp thuận của fda hay không nếu chích thì chích cho ai và khi nào thì chích liệu booster như thế này cũng như ngày hôm nay thanh tùng sẽ giải thích thêm để có nhiều quý vị đang quan tâm về việc là tôi nghe nói cơ quan fda Họ đã chấp thuận chẳng những là cho chích liệu booster của Moderna và Johnson Johnson, mà FDA còn chấp thuận cho mix and match. Mix and match là gì? Cho Thanh Tùng trả lời luôn, đó là cho có gì được trộn lẫn vaccine. Trước kia có vị chích vaccine này, bây giờ liệu booster có gì được quyền chọn vaccine của hãng khác, không nhất thiết phải chích cùng một loại vaccine. Tại sao có chuyện này xảy ra? Thanh Tùng sẽ giải thích chu đáo rõ ràng và cặn kẽ đến với quý khán giả. Tuy nhiên trước hết cho em giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng. Cháo đêm 360 cũng là nhà hàng 360 trong khu Grand San tăng cường hàng loạt món cháo ngon hết sảy. Cháo đêm 360 với cháo ếch Singapore, cháo cá tươi, cháo dịch và gỏi dịch, cháo gà và gỏi gà. Bắt đầu phục vụ từ 5 giờ chiều đến nửa đêm mỗi ngày. 360, nhà hàng 360 669 230 6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này, mua hai sản phẩm mềm sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng 408 528 9297. Paloma Cafe, ngay mặt tiền của thương xá Grand San Primo San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân giả Việt Nam, đang cận nhân viên phủ bếp và chạy bàn 408 277 0922. TN Karaoke, có gì muốn có dàn karaoke mới hoặc cũ muốn đổi máy hư thành máy mới, gọi anh Đoan Nguyễn 408 2300 hoặc vào trang nhà TN Karaoke An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Thao San Jose mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496. Thông báo của công ty Ly gửi tiền lẻ và Ly gửi quà. Hiện tại Sài Gòn đã bỏ lệnh phong tỏa, dịch vụ vận chuyển hàng sẽ nhanh hơn và được giao tận tay người thân của quý vị dịch vụ chuyển tiền tại Sài Gòn đã trở lại bình thường, nghĩa là tiền sẽ được giao trong vòng 24 giờ tùy theo quý khách lựa chọn chuyển vào tài khoản hoặc giao tận nhà. Ly gửi tiền lẻ trên đường Tholi Road 408 270 -1027. Ly gửi quà trên đường Abon Road trong cô chợ Maxim 408-528-6789, Ly gửi quà Milpitas trên đường Capitol Avenue, chung khu thương mại với chợ Mekong tức chợ đại chúng cũ 408 586 -9999. TNT Orchids trong khu thương xá Grand San Suimo, San Jose với rất nhiều loại hoa lan tuyệt đẹp được chăm sóc bởi bàn tay của chủ nhân am tường về hoa lan. Có một nursery lớn với đủ loại cây ăn trái độc đáo 408 396 7773 hoặc 408 568 7367. Nhà hàng Phở Life với món phở ngon độc đáo và nhiều món ăn khác bảo đảm hợp khẩu vị dù thực khách khó tính nhất. Nhà hàng Phở Life 3533 Homestead Road, thành phố Santa Clara 408 551 0889. Bởi Pfizer vào ngày hôm nay là ngày thứ 5, à, ngày 21 tháng 10, họ vừa lên tiếng họ khoe rằng là liệu booster của Pfizer giúp tăng cường 95.6% hiệu quả để bảo vệ chống lại COVID-19. Đó là tuyên bố, họ nói rằng họ lấy dữ liệu từ cuộc thử nghiệm thứ 3, cuộc thử nghiệm thứ 3 của Pfizer cho thấy rằng là liều booster của Pfizer có hiệu quả rất cao trong việc ngừa COVID-19, chống lại các biến thể của coronavirus, kể cả biến thể Delta đang dữ dội, đang hoành hành hiện nay. Công ty Pfizer, họ lên tiếng cho biết rằng là kết quả từ cuộc thử nghiệm của họ đó dựa trên khoảng hơn 10.000 người, hơn 10.000 người trong cuộc thử nghiệm này thì trên 10.000 người đó thì kết quả cho thấy rằng là liều booster của Pfizer cùng với BioNTech cho thấy rằng là hiệu quả của vaccine lên tới 95.6% khi mà so sánh với những người không có chích liều booster của Pfizer. Pfizer đồng thời cũng cho biết rằng là những cái liều thuốc vắc uh, vaccine của họ đó mà booster được chích sau liều thứ nhì cũng của vua cũng của Pfizer 11 tháng. Chứ không phải 6 tháng nhiều có gì, tức là liều 1, liều 2 xong 11 tháng sau thì Pfizer họ mới chích liều booster. Đó, thì uh, kết quả thì cho thấy rằng là rất là mỹ mãn như lời khoe của Pfizer. Đây, đây là chi tiết thêm về cái kết quả của cuộc thử nghiệm của Pfizer này nha quý vị. Cuộc thử nghiệm này diễn ra giữa lúc biến thể Delta đang hoành hành. Thì cho thấy rằng là chỉ có 5 trường hợp bị nhiễm COVID-19. Trong số của những người được chích liều booster của Pfizer, so với 109 trường hợp nhiễm COVID-19 trong số những người được chích giả dược. Nếu mà nói như vậy mà không giải thích, lại quý quý có nhiều cái gì lại 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 không 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 có hiểu rõ. Vậy em phải giải thích lại. Đó, bản tin họ họ viết như vậy. Đọc hiểu hiểu thôi nhưng với đông đảo bà con mình mà chỉ đọc như vậy rồi là sẽ có nhiều người không hiểu gì hết để em phải giải thích thế là pfizer tiến hành một cuộc nghiên cứu cuộc nghiên cứu đó chia thành hai nhóm người một nhóm thì được chích liều booster của pfizer booster là gì Thanh thùng tên là quý vị đã biết hết rồi booster là liều thứ ba của pfizer và một nhóm cũng được chích người ta chích thuốc giả chứ không phải là booster của Pfizer. Và dạ, dĩ nhiên những người tham dự các cuộc nghiên cứu này, họ không được cho biết là họ được chích cái gì. Tất cả đều được thông báo rằng là quý vị tham dự cuộc thử nghiệm, cuộc nghiên cứu của Pfizer. Và chúng tôi sẽ chích cho quý vị liều thứ ba của Pfizer để xem cơ thể của vị phản ứng ra sao. Thôi chứ nói vậy thôi, thì chia làm hai nhóm. Một nhóm được chích liều booster của Pfizer, một nhóm thì được chích thuốc giả thì trong cái nhóm mà được chích liều booster của Pfizer chỉ có 5 người là bị nhiễm COVID-19 thôi. Trong khi cái nhóm mà được cho chích thuốc giả đó, gọi là giả dược á, thì có tới bao nhiêu cái gì? 109 trường hợp bị nhiễm COVID-19. Cho nên nếu mà so sánh như vậy, thì có phải rằng là quý vị thấy rằng là tỷ lệ bảo vệ của liều booster đã lên tới 95.6% nếu quý vị có cái liều booster, tức là liều thứ ba của Pfizer. Rồi, hồi tháng trước, quý vị nhớ rằng là CDC đã cấp phép, đồng ý để sử dụng liều booster của Pfizer. Không phải cho tất cả mọi người dân Mỹ, mà chỉ cho một số các đối tượng được xem là đủ điều kiện mà thôi. Mình ôm lại với nhau. Thì CDC họ xác định ai là những người đủ điều kiện để chích liều booster của Pfizer. Thứ nhất, là những quý vị từ 65 tuổi trở lên. Thứ nhì là những người từ 18 tới 64 tuổi có bệnh nền. Bệnh nền là gì? Thanh Tùng tin quý vị đã biết hết rồi. Tiêm gan phèo phổi ung thư hay là đang điều trị ung thư, xạ trị, quá trị hay kể cả đang bị HIV tức là bệnh liệt kháng. béo phì cũng là bệnh nền. Béo phì cũng bệnh nền luôn. Hút thuốc, hút thuốc, smoking cũng là bệnh nền luôn. Thì những người nào từ 18 tới 64 mà có bệnh nền đủ điều kiện để chích liều booster của Pfizer. Đối tượng thứ ba là 18 tới 64 tuổi sống và làm việc trong những môi trường có nhiều rủi ro bị lây nhiễm. Thí dụ như là các bác các cụ đang sống trong viện dưỡng lão. Thí dụ như là các nhân viên làm việc trong nhà tù. Thí dụ như y bác sĩ tiếp xúc với bệnh nhân. Thí dụ như thầy cô giáo dạy học trong trường, Thí dụ như những người buôn bán ở các siêu thị. Thì đó là những cái ví dụ để cho thấy rằng là đây là những đối tượng vì tính chất công việc làm của mình mà có thể sẽ bị lây nhiễm COVID-19. Thì chỉ có 3 nhóm đối tượng này thôi. Chỉ có 3 nhóm đối tượng này là được ưu tiên để chích liều thứ ba của Pfizer mà thôi. Còn lại thì không khuyến khích. Và bởi vì họ nói rằng là chưa có đủ dữ liệu để tin rằng là những người khỏe mạnh không bệnh nền cần tới liều thứ ba của Pfizer. Cho nên họ chỉ ưu tiên cho những đối tượng mà Thanh Tùng vừa kể. Đó là quyết định của CDC đưa ra vào hồi tháng trước. Ai đủ điều kiện để chích liều thứ ba của Pfizer mà giờ mình mình dùng với nhau cái chữ là booster, nghe cho nó quen. Để từ nay về sau, quý vị nghe ai đó nói chữ booster là mình hiểu booster là như vậy. Sau ít phút quảng cáo, Thanh Tùng tiếp tục trở lại và tiếp tục giải thích thêm cho bà con mình hiểu như thế nào là mix and match trộn lẫn vaccine khi chích liệu booster. Quý vị nhớ đón xem. Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngồi đến quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng quý đến phần 2 tiết mục Hot News với Thanh Tùng dành và... tiết mục này đang giải thích với bà con của mình đặc biệt là khi có vị nghe FDA vào ngày hôm qua, họ chấp thuận chẳng những là chích liệu booster dành cho Moderna và Johnson Johnson, mà họ còn chấp nhận trong một tiến trình được gọi là mix and match. Mix and match là gì? Tại sao lại có cái chấp thuận mix and match như thế này? Bây giờ cho tên Tùng nói liền luôn để bà con mình khỏi bị confused, khỏi bị phân dân. Mix and match chỉ đơn giản là được trộn lẫn các loại vaccine khi có vị chích liều booster. Vậy thôi. Nhưng mà tại sao lại có quyết định đó? Hay quý vị ha? Rồi, bao giờ thì chúng ta bắt đầu được chích liều thứ ba của Moderna và liều thứ nhì của Johnson Johnson? Đó mới là câu hỏi quan trọng dành cho hàng chục triệu người Mỹ đã chích một trong hai loại vaccine này rồi và bây giờ đang nôn nóng để được chích liều booster, được chích liều kế tiếp. Thanh Tùng sẽ giải thích với quý vị, nhưng trước hết cho em giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Đó chính là Angel Beauty thuộc lạc bên trong của thương xá Grand Sanctuary San Jose, giới đầy đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm 4084178638, trung tâm thuế vụ hàng lê chuyên, khai thuế cá nhân hùng hạp, thuế công ty, thuế thương mại, thuế nhân viên. Địa chỉ 621 Tully Road, San Jose, phòng A125 bên cạnh Hồng Minh Travel, 4082795843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya ở San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Việt Nam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Great Mall Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Thẩm mỹ viện Beauty Image San Jose do đường của bác sĩ Hùng Hậu đang có chương trình giảm giá 1.000 đồng cho kéo chỉ nâng cơ nguyên mặt. Ngoài ra, đang có chương trình promotion đặc biệt giảm 10% cho lệ phí và tặng miễn phí chương trình làm facial. Địa chỉ 979 Story Road Suite 7093 trong khu Vietnam Town San Jose 5104527297. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose 408 293 5900. Dịch vụ và trợ giúp ngừa COVID-19 cho cư dân khu vực phía đông San Jose, Trung tâm Y tế đường Story Emma Press Park. Những người đã được tiêm ngừa liều thứ nhì của Pfizer cách đây ít nhất 6 tháng và hội đủ một trong các tiêu chuẩn sau đây có thể được tiêm liều hỗ trợ. Từ 65 tuổi trở lên, từ 18 tuổi trở lên đang có bệnh nền. Từ 18 tuổi trở lên đang làm việc trong môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm, từ 18 tuổi trở lên đang sống trong các khu vực chăm sóc sức khỏe dài hạn hoặc trong các môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm khác. Có tiêm ngừa Covid-19 liều thứ nhất, liều thứ nhì và liều thứ ba cùng với liều hỗ trợ Pfizer cho người từ 12 tuổi trở lên, Moderna hoặc Johnson Johnson cho người từ 18 tuổi trở lên, không cần lấy hẹn trước, miễn phí và không cần có bảo hiểm y tế hoặc phải chứng minh tình trạng di trú có nhân viên tại trung tâm để thông dịch nếu cần và trợ giúp cho người khuyết tật, có chương trình trợ giúp tiền thuê nhà khẩn cấp và hỗ trợ việc cô lập và cách ly 408 808 7770. Tôi vào ngày hôm qua thứ tư thì cơ quan FDA, FDA là cơ quan quản trị về thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ. Họ đã đưa ra quyết định. Quyết định của họ là gì? Thứ nhất là đồng ý chích liệu booster của Moderna và chích liều booster của Johnson Johnson booster của Moderna có nghĩa rằng là đồng ý chích liều thứ ba của Moderna dành cho những ai đã chích đủ hai liều trước đó cũng của Moderna booster của Johnson Johnson có nghĩa là chích liều thứ nhì của Johnson Johnson dành cho những ai đã chích Johnson Johnson trước đó chỉ có điều là nếu không giải thích thì quý vị sẽ bị confused ngay sẽ bị phân dân liền Moderna. Thứ nhất là chỉ trích cho những người nào nằm trong nhóm ưu tiên. Moderna cũng giống như là Pfizer. FDA họ xác định những người đủ điều kiện để được chích liều booster của Moderna cùng là trùng y chang với những đối tượng được chích liều thứ ba của Pfizer. Hồi nãy Thanh Tùng đã nói ở phần 1 rồi, ai đủ điều kiện để được chích liệu booster của Pfizer thân tùng nói rồi dầm ôm lại một lần nữa cho thật là nhanh theo FDA thì những người sau đây đủ điều kiện để được chích liều thứ ba của Moderna, tức là liều booster của Moderna. Thứ nhất, những quý vị từ 65 tuổi trở lên. Thứ nhì, 18 cho tới 64 tuổi có bệnh nền. Thứ ba, 18 tới 64 tuổi sống và làm việc trong những môi trường dễ bị lây nhiễm Covid-19. Vậy thôi, chứ không phải chích đại trà, chứ không chích rộng rãi cho tất cả người dân Mỹ. Moderna Booster cũng chỉ dành cho 3 nhóm đối tượng mà thôi. Và thêm một yếu tố nữa, quý vị nhớ dùm ai chích Moderna thì xin lưu ý. Nếu quý vị đủ điều kiện để được chích liều Booster của Moderna, thì thêm một yếu tố về thời gian nữa, đó là tính từ cái ngày mà quý vị đi chích liều thứ nhì của Moderna thì ít nhất 6 tháng sau quý vị mới nên đi chích liều booster. Y chang như ở bên Pfizer, y như bên Pfizer vậy, 6 tháng ít nhất 6 tháng sau liều thứ nhì thì quý vị mới được chích liều booster của Moderna. Rồi, Thanh Tùng giải thích cặn kẽ như vậy, đây là theo theo sự chấp thuận của FDA nha quý vị. Còn riêng ở bên Johnson Johnson thì sao? FDA đó họ nói rằng là họ đồng ý cho tất cả những ai trước đây đã từng chích một liều của Johnson Johnson bây giờ được chích liều thứ nhì cũng của Johnson Johnson với điều kiện ít nhất 2 tháng sau khi có gì chích liều thứ nhất. 2 tháng, chứ không phải 6 tháng. 6 tháng là dành cho Pfizer và Moderna. Riêng Johnson Johnson chỉ cần 2 tháng của liều thứ nhất là có gì được chích liều thứ nhì. Được chưa? Thế mà yếu tố nữa để phân biệt là Johnson Johnson thì được chích cho tất cả những ai đã từng chích Johnson Johnson trước đó. Không có đối tượng ưu tiên gì cả. Miễn trước kia quý vị có chích một liều của Johnson Johnson thì bây giờ quý vị được chích liều thứ nhì của Johnson Johnson. Không có ưu tiên nào cả. Nhờ quý vị, tổng cộng trên toàn nước Mỹ có khoảng 15 triệu người đã từng được chích một liều của Johnson Johnson thì 15 triệu người đó bây giờ có thể đi chích liệu thứ nhì Johnson Johnson một khi CDC đồng ý. Rồi, em nói rất là rõ cho quý vị rồi nha. Moderna, Johnson Johnson đó là theo quyết định của bên FDA. FDA ngoài ra ngày hôm qua họ còn cho biết thêm một chi tiết nữa gây chú ý. Đó là bên cạnh việc đồng ý cho chích liệu booster của Moderna và Johnson Johnson thì FDA đồng ý làm xong quý vị. Mix and match. Đó họ cho phép liều booster sắp tới đó quý vị được quyền chọn một trong ba Pfizer, Moderna hay là Johnson Johnson nếu quý vị đủ điều kiện quý vị có quyền được chọn một trong ba bây giờ thưa ông nói thí dụ trước kia quý vị chích Pfizer hai liều Pfizer bây giờ quý vị đủ điều kiện để chích booster quý vị có quyền chọn chích của Pfizer liều thứ ba hoặc quý vị có quyền chọn chích một Moderna liều thứ ba hay quý vị muốn thử Johnson Johnson không thành vấn đề. Đó là quyết định của FDA, uh, ngày hôm qua. Được quyền mix and match, có nghĩa là hai liều trước đây quý vị chích là một loại. Bây giờ cái liều booster quý vị có quyền chọn một trong ba loại vaccine đã được chấp thuận trên thị trường của Hoa Kỳ. Không bắt buộc quý vị phải chích cùng một liều, cùng một loại vaccine với hai liều quý vị đã chích trước đây. Xin nhắc lại, đó là quyết định của FDA đưa ra. Rồi, bây giờ quay sang giới cái câu hỏi, vậy chừng nào tôi được chích bây giờ FDA chấp thuận rồi? Thì chừng nào tôi được chích liều thứ ba, liều booster đây. Thưa quý vị, đó chỉ mới là bước thứ nhì trong tiến trình gồm có 3 bước để quý vị được chích ngừa. Còn một bước nữa quý vị là CDC. CDC mới là cơ quan đưa ra quyết định cuối cùng cho chích liều booster hay không. FDA chỉ là một phần sau khi FDA đồng ý, FDA mới gửi, đã gửi quyết định đó qua cho CDC. Hôm nay, ngày thứ Năm, 21 tháng 10, thì một ủy ban chuyên gia độc lập của CDC họ họp. 2 giờ chiều của ngày hôm nay, theo giờ của Cali, thì ủy ban này bỏ phiếu. Bỏ phiếu để đồng, có nên đồng ý với quyết định của FDA hay không là cho chích liệu booster của Moderna và booster của Johnson Johnson nếu cho phép thì ai được quyền ưu tiên khi nào thì bắt đầu chích và bên cdc họ cũng sẽ bàn với nhau là họ có đồng ý cái tiến trình mix and match trộn lẫn vaccine cho liều thứ ba liều booster hay không sau khi ủy ban độc lập này họ đồng ý họ bỏ phiếu vẫn chưa xong có gì cái đó chỉ là ủy ban độc lập thôi bà giám đốc của cdc là bà tiến sĩ Rochelle Walensky Ba này mới là người Sau cuối cùng rồi đó Bà sẽ xem xét Bà mới là người ký cái giấy quyết định Cho phép đồng ý để chích booster Theo như đề nghị của FDA Và Ủy ban độc lập của CDC Người thấy không? Vậy thì Chiều hôm nay mình có kết quả của Ủy ban độc lập Có thể Một hay hai ngày nữa thôi thì sẽ có quyết định của bà tổng giám đốc của CDC. Khi có quyết định của bà tổng giám đốc rồi thì có lẽ chỉ thời vấn đề chỉ là một hai ngày thì quý vị có thể sẵn tay áo để đi chích ngừa liều booster của Moderna và Johnson Johnson. Sẽ có thêm thông tin dành cho quý vị trong những tiết mục này vào những ngày tới. Quý vị nhớ đón xem. Cảm ơn quý vị theo dõi. Quý vị có thể xem lại trên YouTube nha quý vị. Lên YouTube gõ chữ Hot News với Thanh Tùng là có ngay. Xem xong nhớ cho em xin cái like, yểm trợ tinh thần. Quý vị muốn xem tiếp trong tương lai thì chỉ cần subscribe, đó là đăng ký kênh để lần sau mình xem tiếp. Muốn bảo trợ tiết mục này, gọi số điện thoại đang hiện trên màn hình. Hẹn gặp quý vị tiết mục Hot News với Thanh Tùng vào ngày mai.